một sự cố kỹ thuật. Vâng, xin chào các bạn. Mình là Trí, mình đến từ chương trình Cẩm Nang Du lịch Thái Ân, được tài trợ bởi chi đoàn Gia Chủ 2. Vị trí mà mình đang đến là hồ Thạch Khuê, nằm ở xã Ân Tường Đông, huyện Ân Tứ, Bình Định. Đây là một hồ có diện tích khá lớn và là nơi cung cấp nước tưới cho xã Ân Tường Đông, Tường Tây và xã khác lân cận. Đây là một nơi rất rộng và nên đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến đây tham quan và du lịch. Nếu như mà một lần đến đây thì xin các bạn hãy ghé thêm hồ Thạch Khuê để chúng ta cùng nhau khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của khu vực này. Chào các bạn.